Hello, xin chào các bạn. Đây là phòng nhà tôi. Còn đối diện phòng nhà tôi, đó là nhà em Sang Trần. Đây này, đặt cặp không? Đây, đây là phòng em Sang Trần. Phòng em Sang Trần đối diện phòng nhà tôi. Phát nhà em Sang Trần tôi có, bởi vì sao? Tôi hay sang cho mèo nhà em Sang ăn. Vì thi thoảng em Sang phải đi công tác. Đấy, nhưng mà hôm nay tôi sẽ không bấm phát, tôi sẽ bấm chuông cho nó lịch sự. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Rồi. Đây là phòng em Sang Trần. Còn bên kia là phòng nhà tôi. Cách nhau đúng một bước chân, nhưng rất ít khi gặp. Hello anh em nhé, mời anh em đến gọi là tham quan phòng livestream của mình nhé. Ok. Yeah. Nào, let's go. Cam go. Đó. Đó. Đây. Không like video này, không comment này, không subscribe này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngó qua một chút về hệ thống gọi là động vật ở nhà em Sang đi. Đây là con Trần đây. Con này thì tôi cũng được may mắn khi mà tôi được con này cào hai lần. Một cái là chảy máu tay, một cái chảy máu chân khi mà sang đây cho ăn. Còn con này là con mà lúc mà tôi sang, tôi nhớ lúc mà tôi sang con này rất là bé, nhỏ cực kỳ luôn, nhưng mà bằng cách thần kiều nó giờ đã như này rồi. Đây này, các bạn thấy không? Người nuôi mèo đẳng cấp như này. Tiết kiệm thời gian, người thành công phải có cái máy này các bạn nhá. Không giống như tôi là cứ khoảng 2 ngày tôi mới hót cứt mèo một lần, nó ám ảnh lắm. Đây, có bao giờ là ví dụ là em cay nó quá em ỉa mẹ chỗ nó không? Có mấy lần. Đấy, tổng quan qua về cái phòng của em Sang ở cái phòng khách này thì rất là chill. Đấy, rất là thoải mái. Ngồi đây thì đây là nơi gọi là thác loạn của mấy anh em Chicken Gang và thi thoảng là lên đây chơi đấy. Một cái nữa là bên ngoài là Sang cũng rất là chăm chỉ cho cái việc là... Làm cái ban công đơn giản thôi ạ. Tối ngồi ban công, nhà anh ban công vấn đề, đèn này, đánh đèn đầy đủ luôn này, kinh chưa? Bếp này, ui, bếp nhà em Sang chiến đấy. Là... Như là nồi cơm này có bao giờ nấu nhiều không? Em có. Tưởng không nấu ra lại mượn luôn đấy chứ. Nhưng mà cái là Sang cho nhiều kiểu là sử dụng nhiều cái hệ thống công nghệ nhỉ? Máy lọc nước này. Đấy. Kangaroo. Đây, kìa. Ui. Em có cả máy lau nhà, dọn nhà luôn ạ. Thôi bây giờ chúng ta vào xem căn phòng livestream làm việc của em Sang đi. Đây là một nơi mà có lẽ Sang đã dành rất nhiều thời gian, cũng như là công sức, cũng như là mọi tâm huyết của mình vào căn phòng này. Phòng của Sang thì nếu bản thân tôi là một người cũng hay bày vẽ. Nhưng mà khi vào đây tôi thấy có một sự bày vẽ nó còn kinh khủng hơn cả tôi. Nó dã man lắm các bạn ạ, bộ đồ công nghệ các kiểu mua phải sắp xếp nó gọi là chi chít luôn đấy chứ. Chúng đây là nơi mà em sẽ ngồi stream mỗi ngày, ngồi làm việc. Lên tin. Ngày trước thì em dùng một cái bàn nó to hơn, nhưng mà gần đây thì em mới đổi qua. Đổi sang bàn để đứng, đúng không? Đứng, đúng rồi. Ví dụ mà chán thì em lại chuyển qua em đứng, talk show. Đây, thì đầu tiên là mình sẽ lướt qua về tất cả mọi thứ trên bàn của Sang đi. Ở là cái ghế đi. Ghế. Ghế này là ghế của bên nào ấy nhở? Em đang ngồi ghế của Asus. Asus à? Con ROG Chariot Core. Nó có cái này này, quan trọng là nó có cái này này. Nó có cái gì đấy? Em đang sạc để em còn bật cái này lên đấy. Đây đằng sau nhìn đằng ui thì ra là đây ai rồi sốt ROG nó sáng chói không ui xịn thế nhở, bảo sao yêu thương nhiều thế. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cho anh em xem cái setup rồi. Những thiết bị nhỉ. Đây setup thiết bị của Sang à. Nói chung là bọn tôi kiểu dạng như là anh em nhìn nhau mà mua đồ giống nhau ấy. Nó là kiểu là anh em dùng gì bọn tôi dùng đấy. Cái này là cái mixer Rodecaster. Rodecaster Pro 2. Rodecaster Pro. Mấy cái stream deck để bấm nút lên tan tin. Nói chung là giống y hệt nhau. Anh em là dùng đồ giống y hệt nhau. Con cam này em là dùng cam gì đấy? Con này là con Sony và gì? ZV-E10 với lại lens Sony 15. Ai dạ. Xịn thế. Ok đấy, còn một cây này thì không cần có nói nhiều. Nếu mà các bạn muốn gọi là xem con cây này, con kết này của Sang thì có thể lên kênh của Sang có làm một cái video review. Chúng ta nghe thì em hay dùng hai con này xong thay đổi. Con này là con ROG Delta 2 của Asus, còn con này là con Secha Pro Wireless 2 Wireless. Anh em giống nhau ấy, là anh cũng sử dụng một con này của con Sony Earbud, giống kiểu trước của Remind cũng làm quảng cáo đấy. Cái mà em tự hào đấy là đây anh nhìn này. Nhìn. Nó gần như là tuyệt đối đấy, nó gần như là đẳng cấp đấy. Đây là một cái khác xa so với cái vlog mà tôi show phòng của tôi. Phòng tôi thì nó là kiểu Spider-Man.
Còn em Sang là Iron Man. Con màn này con màn gì nhỉ? Em đang dùng con Kyuzoi XL2566K. 2566K là con 360 à? 360 ạ. Con màn phụ ở dưới thì em dùng một con màn kiểu Trung Quốc, no name thôi. Không có hãng gì cả, chỉ chủ yếu là để đọc comment khi đọc mà comment. Em livestream. Còn bên đây là em dùng một con màn con màn này phải Asus Pro Ad. Con này là 32 inch. Con này là chuẩn màu để các bạn ngồi làm ảnh ngọt các kiểu, nên là chuẩn. Thường thì làm ảnh là em sẽ làm ở bên đây. Edit linh tinh em sẽ làm ở bên đây. Còn chơi game em làm ở bên đây. Đọc comment em làm ở bên đây. Tiếp theo này, sau khi mà xong bàn là chúng ta sẽ đến với cái gọi là nơi mà Sang lưu trữ những cái đồ decor kỷ niệm. Tôi thích cái này nhất này. Tôi thích cái này nhất này. Cái đèn này của Sang này. Cái đèn này nhìn nó rất là kiểu cổ kính, kiểu này nó vintage đấy. Các bạn nhìn qua nhá, nhìn trông đẹp này nhá. Để được là tất cả như này nó là một người cực kỳ rồi, hơi kỹ tính đấy các bạn ạ. Rất kỹ tính luôn đấy. Đấy, cái đây là có phòng thơm thì chắc chắn phải có cái tinh dầu thơm rồi. Đây là con mô hình đầu tiên mà em mua. Con này con cá đích này. Cá đích cũng đẹp đấy. Đây là có ảnh, cái này là có bạn viewer vẽ này. Các bạn viewer vẽ tặng em. Đấy, các bạn viewer vẽ tặng này. Đấy. Trời đất ơi. Tranh của bạn viewer vẽ tặng. Đây là mèo Trần với mèo Quốc với lại em. Đây này, có cái này là hay này. Hôm nọ là mới kỷ niệm mà 500.000 subscribe này. Mua đi. Được chưa ạ? Con dao VCT. Cái này là tặng đúng không em? Đây bạn nào tặng đấy? Dao này em được ông anh tặng. À, xài, đẹp nhờ. Em có súng không? Không, em có mỗi con dao VCT này thôi. Dùng góc này là sẽ là cái góc nó thường xuất hiện ở sau lưng em nhiều nhất ở trên livestream. Nó sẽ có những cái em để như là cái món đồ chơi đầu tiên mà không phải là mô hình mà em mua. Đấy, xong rồi có cái cúp cúp học viên 96. Em vẫn chưa dán lại được. Em cứ kêu dán mà em quên. Đợt này em lên stream em làm content này, xong em vô tình em đập gãy. May quá chỉ gãy đúng cái góc bé tí rồi còn dán lại được. Nhưng mà nhìn cái này nhớ phết đấy. Vui à, đợt đấy vui ạ. Công nhận là đợt đấy anh em chơi rất là hăng, xong rồi nhiều kỷ niệm. Thế à, bây giờ anh hỏi là trong cái căn phòng này mà cái thứ gì mà khiến em ấn tượng nhất trong căn phòng của em? Cái gì mà nó gắn liền với em nhất và ấn tượng nhất? Thế chắc chắn phải là cái nút bạc này rồi. À đấy, đúng rồi. Cái nút bạc này là nó đi với em từ ở dưới Biên Hòa đi lên từ lúc em chuyển nhà. Với lại là nó cũng đánh dấu một cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời em. Nó mặc dù nó bị chóc chữ A. Nó đã được cái này vì chữ chóc này nhá, vì cái chóc này ra nhá thì nó mới thể hiện được cái này rất là lâu. Vâng, nó lâu lắm rồi. Chính ra là từ lúc Sang đến đây là ngày trước là cứ nghĩ là anh em gần nhà nhau theo kiểu là kéo Sang làm content các kiểu ấy. Nhưng mà chính ra là khi mà bắt đầu vào cái nguồn công việc rồi thì gần như là không biết mọi thứ đang như nào luôn anh ạ. Em bây giờ em mất khái niệm về thứ luôn ấy. Nhưng mà nói chung là khi mà lên trên Sài Gòn ấy ạ, mọi thứ nó công nhận là nó vui hơn và nó khác hơn. Nó khiến cho em cảm thấy kiểu mình phải làm nhiều hơn nữa. Đấy, thì còn lúc mà Sang đến đây tôi nhớ là ngày đầu tiên Sang đến đây là tôi vào phòng tôi xem đấy, nó từ lúc mà chưa có một cái gì, xong rồi lúc mà có mọi thứ ở đây, nó là một cái hành trình mà đấy thì chỉ có một chớp mắt thôi, rất là nhanh. Cứ gọi là đây là nơi làm việc cũng như là sinh hoạt livestream của em Sang. Và nếu như anh em muốn tôi check góc gaming nhà ông nào thì anh em có thể comment ở bên dưới và đừng quên để lại like và subscribe cũng như là một comment để cho Anthen và tôi biết là các bạn nghĩ thế nào về cái video lần này, để nếu như có một cái sai sót gì đấy thì Anthen có thể cải thiện ở những video lần sau. Cảm ơn Anthen vì đã dành thời gian qua đây để thăm nhà em, và cảm ơn cả anh cameraman cũng như là các bạn đã dành thời gian để xem. Yes sir. Yes sir. Oh my god. Ok nhé.